Ngày 29 tháng 6 này là phụ sự con gái tôi, blogger Mẹ Nắng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cái điều mà làm tôi không không phục đó là họ bắt con tôi không có quang minh chính đại, bắt một nơi rồi nhưng mà ghi thì là nó bắt ở nhà. Cho nên tôi yêu cầu cái tính minh bạch của tòa án, anh đã ra quyết định là xử công khai thì mọi người đều được đến thiệt tham dự để coi thử là những cái gì anh kết là tòa án kết tội con tôi phải minh bạch, không được ngăn chặn, không dùng những cái biện pháp để mà ngăn chặn từ xa. Tôi muốn công khai, mọi người đều được giữ. Các phóng viên nước ngoài, các báo chí nước ngoài, các đài nước ngoài đều được vào tham dự một ngồi một cách minh bạch rõ ràng và phải để cho con tôi được nói chứ không được ngăn chặn về để thể hiện cái quyền tự do ngôn luận của con tôi, về biện hộ cho con tôi. Dạ. Cái đầu tiên là tôi xin cảm ơn những người bạn đồng hành của con gái tôi từ hồi lúc đến giờ, luôn luôn nâng đỡ tôi về tinh thần hoặc vật chất bằng cách này hoặc cách khác. Thứ hai, tôi xin cảm ơn những người đã giúp tôi, đỡ tôi một cách âm thầm, không muốn nêu tên. Thứ ba, tôi xin cảm ơn Liên Hợp Quốc, các lãnh sự quán đã can thiệp vào việc giúp đỡ con tôi để đòi sự công bằng cho con tôi và các tổ chức nhân quyền. Cũng cảm ơn các là nhà báo, các phóng viên lề dân đã giúp đỡ con tôi lên tiếng đòi công luận cho con tôi, đòi tự do cho con tôi, đòi sự minh bạch cho con tôi. Và cũng xin cảm ơn các luật sư, những người đã đồng hành với con tôi để dùng tất cả những lý lẽ để phản biện lại phiên tòa. Cho dù phiên tòa thế nào đi nữa thì chúng tôi rất biết ơn và cảm ơn hết tất cả mọi người ạ. Xin cảm ơn cộng đồng trong và ngoài nước luôn đồng hành với gia đình chúng tôi, nâng đỡ chúng tôi ạ.